cùng trải nghiệm cuộc sống ở Úc với mình nha. Xin chào mọi người, hôm nay nhân một ngày mà mình bị thất nghiệp nên là xin mời mọi người đi vòng vòng thành phố Melbourne chơi với mình nha. Nói giỡn vậy thôi chứ thật ra là hôm nay mình có việc cần làm trong thành phố á, cho nên mình mới vào thành phố này mọi người. Nhưng mà lúc này là mình cũng đã thất nghiệp rồi á. Nếu như mọi người xem một cái video trước đó thì mọi người sẽ thấy là mình đã nghỉ cái việc cũ của mình rồi. Thì giữa việc cũ và việc mới mình có một tuần để nghỉ xả hơi á mọi người. Còn bây giờ thì mọi người theo chân mình để đi vào cái chỗ thư viện đẹp đẹp như hồi nãy ha. Từ ngoài đi thẳng vào trong á, mọi người sẽ thấy một cái cổng kiểm tra như thế này nè. Rồi mạnh dạn đi qua luôn ha. Không có gì phải ngại hết. Xong rồi khi mà qua cái cổng đó rồi, mọi người sẽ thấy bên tay phải và bên tay trái á, có hai cái bậc thang đi lên như thế này nè. Cái khu vực thư viện đẹp đẹp hồi nãy á, là cái khu vực học yên tĩnh. Cho nên là mình không có được nói chuyện trong đó nè, không được học nhóm nè. Rồi cũng không có được mang nước vào nữa. Mang nước mà loại mà giống như cái ly trà sữa mà không có cái nắp đậy á mọi người thì không được mang vào đâu. Cho nên là đầu tiên á, nếu như mà bạn học nhóm á thì bạn sẽ đi thẳng vào trong luôn mà mình không có lên cầu thang. Đi thẳng vào trong luôn nó sẽ có những cái bàn như vậy nè để mà mình học nhóm. Đó, nhưng mà khu vực này vẫn không có được mang nước vào đâu mọi người. Còn bây giờ thì mình sẽ quay ra để mình đi lên phía trên cầu thang ha. Để mình đi vào cái thư viện đẹp đẹp đó. Vào thư viện thì không có mất tiền đâu mọi người, miễn phí hết á. Bạn có thể vào cái thư viện này để học nè, để đọc sách nè, hoặc là để chụp hình cũng được nữa. Mình thấy rất là nhiều người dân du lịch á, đi qua đây, họ đến đây để chụp hình nè mọi người. Thì mà muốn chụp hình đẹp á, thì bạn có thể lên, leo lên tuốt tầng ở trên cùng luôn á. Nhìn xuống thư viện, lấy thư viện làm background, làm hình nền á, để chụp hình, vậy thì nó đẹp lắm. Còn mình thì mình lười đi lên trên nên là mình chỉ đi đến đây thôi nè. Cái thư viện này đẹp quá trời đẹp luôn á mọi người, góc nào cũng đẹp hết. Mọi người thấy là xung quanh phía trên góc bên phải bên trái gì đều có những cái bức tranh thời phục hưng á mọi người. Quá trời đẹp luôn á. Mọi người biết là Úc nó cũng có cái kiến trúc châu Âu nữa đó mọi người. Tại vì hồi xưa Úc thực ra là thuộc địa của Anh mà. Bên Anh người ta chở giống như là tù này kia qua bên Úc để mà giống như là để đào vàng á. Thì bởi vậy bên Úc nó có kiến trúc rất là giống với châu Âu. Rồi bây giờ mình vào thư viện ha. Nếu bạn nhìn bên tay trái thì bạn sẽ thấy có hai lớp cửa để mà mình đi vào bên trong thư viện nè. Khi mà vào thì bạn giữ im lặng để mọi người tập trung học ha. Ngoài ra bạn có thể ngồi bất cứ nơi đâu mà bạn muốn trong cái thư viện đó. Còn nếu như mà mọi người có mang một cái ly nước như là mình hôm đó mình có mua một cái ly trà sữa thì mình không có được phép đi lên cái thư viện đẹp đẹp đó đâu. Bởi vì cái ly trà sữa đó là cái dạng ly mà không có nắp đậy á, nó dễ đổ ngã đó mọi người. Cho nên là lúc mà mình vào thì người ta chặn mình lại và người ta hướng dẫn mình đi qua một cái chỗ khác. Chỗ mà được phép ngồi trong thư viện nhưng mà vẫn uống được nước á mọi người. Thì bây giờ mình đang đi đến chỗ đó nè. Cuối cùng thì mình tìm được một chỗ ngồi như ý, gần cửa sổ và có ổ cắm điện nè mọi người. Thì mình ngồi ở đây cũng khá là lâu á, để lên kế hoạch cho kênh YouTube của mình, để lập ra những cái kế hoạch sắp tới cho một cái cuộc sống mới sau khi mà mình đã có công việc mới rồi á. Không biết mọi người như thế nào ha, chứ mình á thì sau mỗi một cái hành trình á, giống như là nghỉ việc này xong rồi chuẩn bị sẽ bước sang một cái công việc khác á, thì mình đều ngồi lại ngẫm nghĩ xem là mình đã làm được gì và chưa làm được gì để mà mình cố gắng nhiều hơn á mọi người.
Sau đó thì mình đi ăn nè. Gần ở đó có một tiệm đồ ăn Trung Quốc mình thấy cũng ngon cho nên là mình vào thử. Tiệm tên là China Bar như trong hình hết mọi người. Ở đây món nào cũng ngon hết á. Sau một hồi đắn đo do dự thì mình đã quyết định order món gà chiên á mọi người. Món gà này thì cơm được nấu với nước luộc gà, còn gà thì sẽ được chiên lên á. Nó rất là ngon luôn. Giống như cơm gà xói mỡ của mình vậy đó mọi người. Nói chuyện nãy giờ không biết mọi người có thắc mắc là tại sao mình đi vào thành phố không ta? Không biết có ai thắc mắc không ha? Thì lý do mà mình vào thành phố ngày hôm nay á là bởi vì mình đi khám răng á mọi người. Như mọi người đã biết thì mình có phẫu thuật hàm vào cuối năm rồi á. Bây giờ thì mình tiếp tục niềng răng tiếp để cho nó ngay khớp cắn lại với nhau á. Thì bây giờ mình vào trong thành phố để mà mình khám răng định kỳ nè. Và cái tuyến đường mà mình đi khám răng này cũng là cái tuyến đường mà mình sẽ đi làm mỗi ngày sau này luôn á mọi người. Cho nên là tự nhiên đi cái tuyến đường này mình thấy nó vui vui làm sao á. Kiểu giống như là mình đang chuẩn bị bắt đầu cho một cái cuộc sống mới vậy đó mọi người. Cảm thấy nó hồ hởi trong lòng làm sao á. Mời mọi người cùng ngắm cảnh với mình luôn ha. I remember the days, all those years ago that never fade away. Face. When you hit the ground, I can recall the time and place on a midnight walk. Bây giờ thì mình đã tới chỗ khám răng rồi nè. Cái chỗ khám răng này nó nằm trong thành phố hay còn gọi là CBD á. Thì nó nằm ở trong một cái tòa nhà cũng khá là cũ và gọi là cổ chứ không phải là cũ nữa. Nó hơi cổ cổ á. Thì cái tòa nhà này là một trong những cái tòa nhà có kiến trúc rất là đặc biệt ở Melbourne á. Mọi người thấy nó cổ không? Nó lạ không? Ví dụ như mà mình bước ra cái sảnh á thì mọi người sẽ thấy có một cái giống như là một cái bức tranh mà làm bằng gạch ghép lại á mọi người. Nhìn nó thú vị lắm cả. Nói chung là những cái chi tiết nhỏ nhặt trong cái tòa nhà này nó đều mang hơi hám của châu Âu hồi xưa á. Nhìn nó hay lắm kìa mọi người. Ngay cả cái thang máy, cái cửa thang máy cũng làm rất là lạ lạ nữa. Đây là chỗ mà mình niềng răng nè. Bây giờ mình ngồi mình đợi đến lượt mình rồi mình đi vào bên trong. Khoe mọi người sơ sơ cái răng của mình hiện tại nè. Nó còn nhiều khe hở giữa các răng lắm cho nên là mình phải niềng cho nó khít lại nè mọi người. Rồi bây giờ khám răng xong rồi. Mình đi về đây. Mình quay sơ sơ cho mọi người xem thành phố Melbourne như thế nào ha. Rồi một trong những video sắp tới mình sẽ quay kỹ hơn. Bởi vì mình sẽ đi chơi với bạn mình ở trong thành phố nhiều hơn á. Khi đó mình sẽ quay kỹ hơn thành phố Melbourne cho mọi người xem nha. Trong thành phố Melbourne nó có rất là nhiều chỗ mà đẹp lắm mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video ngày hôm nay nha. Mình hẹn gặp lại mọi người trong một video khác. Bye.